nhiều nhiều bà con là đi tới coi như là đi Ngồi tứ đâu? phương hết rồi. Dạ ngồi, con ngồi bên kia đi, con ngồi bên kia thấy hình trực tiếp luôn. Thấy hình luôn hả? Dạ dạ trời. Cô là cô tên gì, ở đâu? Cô Hằng ở quận Tư. Để nhớ nhớ hình dung coi. Một bình phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Một bình phải không ạ? Đúng rồi, một Cô bình. đặt Đây một sách bình. một bình. Đúng rồi, dặn bình 10 10 lít á. Dạ đúng rồi. Rồi cứ nói là 10 lít là mới nhớ được chứ, mà bây giờ tại vì hầu như ở nhà ngâm 9 lít chứ không phải 10 lít. Vậy hả? Hai phần 9 lít. Đây bây giờ cô Hằng ở quận 4 đây. Cô có thể giới thiệu cho mình này, cô duyên duyên gì mà cô biết tới con rồi xuống đây không cô? Rồi ở nhà mình ai bệnh? Cô coi trong YouTube á. Dạ. Cô coi giống như là có thời gian rảnh thì cái cô coi tivi, mà trong khi cô cũng bị thoái hóa cột sống cổ á, À cô thì bị cô cũng uống thuốc đủ thứ đông tây nam bắc rồi, cô uống hết rồi hả? rồi coi như không hết rồi thôi, cô cũng bó tay. Vào cái tình cờ cô bật lên cô thấy gì á, Dạ. cái cô mới nói cái đứa con á, đâu đâu cô coi coi anh mày coi cái gì nè, con họ rồi cô hỏi thử coi đó, Dạ dạ. rồi cô mới hẹn cô chủ nhật ra. Dạ dạ. Anh như cô Hằng của chi hả? Hả? Cô Hằng quận Tư. Cô còn một cô Hằng nữa. Hai cô đừng. Hai cô ạ. Giờ cô mới nói như vậy, con có cái chai nhỏ nhỏ, cô thấy cô cho xấu đó. Dạ Cô dạ. nói để về uống thử, Để mà con tự rót. cô thấy cái đó đậm đà hơn á. Dạ, để con rót cô uống. Giờ con rót cô uống để lấy phục dược. Ủa thấy cô khỏe lắm mà. Thấy Trời cô vậy. khỏe. Trời ơi, khỏe gì, con nghĩ cô 65 tuổi rồi lấy gì khỏe. Dạ. 65 là tan nát hết rồi con ơi. Dạ dạ. Dạ chào anh. Thoái hóa cột sống cổ mà. Dạ. Em bữa anh em có điện cho anh Khánh, là anh Khánh hàng ngày chủ nhật đó, sáng chủ nhật đó, em trực Dạ. tiếp đó, em xuống em Hiếu ơi, vô đi ngồi đi. Dạ, anh đặt thuốc phải không? Vô đi ngồi đi. Anh đặt một phần phải không? Dạ. Bữa em nhắn qua Zalo cho anh Khánh á. Dạ, anh ngồi ghế đi anh. Mình là ở đâu anh? Dạ em ở Tân Phú, ở quận Tân Phú. À anh Tân Phú. Dạ em xuống ở đây nói chung mà đi, nói chung dò theo bản đồ cũng hỏi nhiều lắm mà. Dạ. Đi hố đường quá. Dạ. Dạ anh ngồi đi anh. Giờ mình bệnh luôn hả? Dạ em bệnh luôn. Anh bệnh thấy anh chạy khỏe quá mà. Dạ em bệnh nó buốt lắm, nó buốt ở dưới 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 ống quyển đây nè anh. À. Ở đây nó mỏi. Dạ dạ. Dạ. Nhìn cơ thể em vậy thôi, nhưng nói chung nhiều khi nghiêng qua bên đây trời ơi, nó đau lắm. Dạ, mình nhiều làm bên gì anh? Dạ. Anh là làm gì? Dạ em làm nghề tự do anh Khánh. Dạ dạ. Tự do nhiều Rồi khi anh mấy ngồi giờ. đi, anh ngồi ghế đi, em rót anh uống. Rồi cô đi đâu vậy cô? À. Vô lấy nước, đeo khẩu trang lên bờ. Đeo chặt dữ. Dạ tới người bệnh. Dạ cái kênh của em là hầu như người bệnh mới biết không ạ? Dạ. Người bệnh mới biết tới em. Bữa em cái ly này xíu xíu rồi uống ly thì cũng nhận vậy đó. Dạ thì một ly cũng được. Không, cái này cô uống bình thường lắm, ngon mà, đâu có khó gì. Uống là mốt cô kiếm không ra đâu. Không mà cô nói cô đặt là người xem mới là kỳ phải không? Thôi để con gót cho cô. Hiếu vô đây uống miếng nè Hiếu. Mày cũng bị nhức cổ, bệnh vô uống đi. Mày đôi cổ thật khùng quá. Bệnh mới uống, này bệnh mới uống. Nó bị bệnh mà. Nó cũng hàng bốn. Chạy xe chưa? Em cũng cái cường cổ. Đi vô uống đi. Mà nó đơ cho như là ngại để nhìn. Mà chị mỏi thôi, chị bẻ qua nó gọt gọt vậy nè, còn hơn là bẻ củi nghe gục gục vậy đó. Chị là nhất lắm, ngủ được coi như là bẻ qua bẻ lại nó kêu gớt gớt em gớt vậy đó. Được nghe chị là 12 giờ đêm là nằm nước Facebook không còn nhiều à, nhiều khi bẻ thấy thằng chồng dạ. chồng nghe nói ủa anh chưa ăn dỗ rồi không dạ được được con cô nhưng mà bẻ củi không uống nước, không uống nước, không uống nước đâu em mới uống cốc nãy giờ nữa hơn nửa tiếng rồi đó. Để uống từ từ thôi con đỡ mà đã bẻ qua bẻ lại gì ngon mà đúng rồi đúng rồi. Ồ đã quá ngon quá ngon quá ngon. Giờ uống đi anh nè nè đưa đưa nghiêng nghiêng qua uống đi con, mày mày tránh né qua anh quay thì mày uống miếng tử đi.
Uống đi ngon lắm mày. Này uống, này uống thiệt, không đâu. Thôi cho em cắp đi, em cũng nhất mình nè. Uống ngay là dần nha. Uống ngon mà. Tay mà xả vô phần mình, còn đắp mép. Thấy cô ngại nó nhìn giờ cô quen luôn rồi. Uống thể, uống thể là cô đeo á. Con là trai của cô hả? Con. Trời ơi, đẹp trai quá trời trắng bung mà. Ừ, vậy mà không chịu lên hình mà. Chiều nay về mở YouTube lên coi là nhìn thấy hết trơn luôn đó. Uống nó không biết uống mà uống rõ. Kêu ngồi ghế nè. Kêu ngồi ghế nè, ngồi đi. Đưa ghế cho anh ngồi anh. Nóng quá, nóng nóng nãy giờ. À, tại vì nó chạy từ mấy cái mạch máu anh nó chạy hết à. Mấy mạch máu anh chạy hết. Lấy phục dược anh về anh hết bệnh nha. Thì chiều về cái này giống như mình phước chủng mai thầy đi. Mình giấy phục dược mà mình uống như vậy mà mình hết bệnh là mình mừng lắm. Chứ thật chất là những cái đau nhất này á mình ngủ không được. Em uống nhiều thứ quá. Trời ơi, đã chị nói rằng là chị là 100 thứ rồi, ở đâu chị cũng kêu thuốc bắc thuốc nam chị cũng hốt, phòng ngự tân châu cái gì kêu chị cũng hốt hết rồi. Em mới uống tới con trùng mình đó nè. Không, trùng thì chị không dám uống. Con trùng con mới lớn nha. Rồi nó bỏ ba con trùng vô trong cái ấm. Rồi dưới cái cây bùn ngót của mình đó. Chị bò tử luôn. Nó bỏ vô đó rồi đổ ba cho nước xếp lại thôi. Cả năm nay không uống rượu bia, nói chung không biết uống rượu bia. Dạ. Nó uống vô thế làm ra nó nóng cột. Chị uống không chị? Dạ uống. Uống bình ổn đó. Nói chị bị đó đi, chị làm bên đồng hồ á, chị nên uống đi tại vì bình nào cũng bị vậy. Vậy hai vợ chồng uống chung một bình được không? Được. Đấy. Trời ơi, nhiều khi cái gừng cổ đơ đơ như nè, bẻ qua, bẻ lại. Cái này thì anh còn chia cho ở ngoài được mà hai vợ chồng chia đâu. Nhưng mà cái bệnh này bây giờ mình về mình chưa uống liền được đâu. Dạ, dạ chưa con. Để bao lâu? Dạ, một tháng được. Uống ly rượu này cho hết bệnh, nặng đi làm. Rồi cái bệnh nào của em đâu, đưa cho em đâu. Con lấy này nè. Dạ. Cho em bệnh trước cho em đi. Thì là em xin luôn á, chứ còn bây giờ mà em về em làm thì không có ấy nữa đâu. Em bệnh này tới hai phần. Đúng rồi, uống từ từ mà. Từ từ đi từ. Uống tiếp có mà cái này á, nói chung là mình ngâm á, càng lâu mình uống càng tốt, mình để lâu á. À, con thấy cô Hằng vậy chứ là cô Hằng nặng lắm đó con, thấy cô khỏe quá mà ngủ không có được. À đúng rồi, bệnh nhức mỏi là khó ngủ lắm, không phải nó loạn tiền đình hoài à, tự nhiên máu nó không có bơm lên não. Dạ đúng rồi, chỉ có loạn tiền đình không anh? Thì bây giờ máu huyết lưu thông được, uống thì tốt, lưu thông được là tốt à, tại vì máu mình không có lưu thông đâu cô. Về cô chút xíu còn chia cho cô những người bệnh mà đang nặng đây nè, con chia khúc. Đặc biệt hồi nãy con nói có cô tới sau á, thuốc này là con ngâm tới 2 tháng được. Ừ, thôi con lấy cho con bệnh đi, cô về cô tắt 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 vô coi, cô ngủ không được. À, cho hai em, con mắt thôi, thật luôn rồi đó. Dạ. À, em có người anh ruột á. Dạ. Bữa anh cũng hỏi em là anh bị gai cột sống, bị có đi đệm. Dạ. Uống này. Dạ được, được. Dạ được. Thì mấy đó là có, tôi nhất rồi. Có em trai là bị thoát vị địa điểm, là bị em trai đó là 30 tuổi á, hai vợ chồng lên mà mới cưới, dạng như cưới chưa có con. Sợ. Lên thì sợ giống như bị nhức mốt không có con á, về lên tưởng đâu là đi luôn mà 6 tháng sau quay lại. Bởi vậy những em làm em không có nhớ đâu, tại vì nhiều bà con tới đông lắm không có nhớ, thì tự giống như truyền tay nhau, giống như bây giờ em qua ấy anh nè. Thì cái người mà cập nhật thông tin lại thì mình biết, giống như là mình gửi cho một khúc uống á, thì uống hết này xong điện thoại lại thì nói là bớt bao nhiêu phần trăm thì là có. Còn những người mà im luôn á, im luôn xong rồi tự nhiên 5-6 tháng sau có người cả năm mới quay lại. Quay lại dắt thêm người. Mình uống hoài hay là mình uống duy trì hay là mình uống sao quá? Dạ nếu mà cô đang bị bệnh á thì cô uống một ngày uống 3 lần. Nhưng mà ý là cô nói là... Dạ nếu mà cô uống mà duy trì, cô uống mà giống như cho khỏe á, thì một ngày mình uống một lần cái cử tối thôi. Thôi uống 3 lần đi, mình đang nặng mà. Thì cô đang nặng thì cô uống 3 lần. Giờ khi nào mà cô thấy cô khỏe rồi á thì một ngày mình uống một lần để mình duy trì cho nó. Kiểu đó mình uống hay duy trì thôi, chứ ở nhà mẹ là bị đó mà mẹ cũng đâu uống đâu, khi nào mẹ nhất á. Kiểu mình giống như mình làm nhiều á. Một ngày mình giống như mình làm nhiều quá rồi nó bị nhóm nhóm á. Cái này nữa mình ngâm được tháng mình rót về cho mẹ uống, mẹ cũng nhất cái tuổi quá. Dạ, lắm. Cái người lớn tuổi uống là tốt. Lớn tuổi là nó làm cho mình rối loạn tiền đình ghê lắm. Còn hai chồng là nhập viện liên tục. Có loạn tiền đình đó. Nó nhức sáng không một luôn. Bị ngoài luôn. Nó chống mặt. Mà em bị một lần hay bắt đầu em ói, mà đâu có gì đâu ói, bắt đầu mà bò gì mà đi đâu có được đâu. Ói nước không à. Bò gì bắt đầu nhập viện cái chích thuốc, chị nước biển cái bắt đầu hết. Hết về mấy tháng sau thì bị tiếp vậy đó.
cái ông bác sĩ ông làm trong bệnh viện 170 năm này. Ông mới nói bây giờ là hôm qua quay cô nha. Cho hết. Ông chích một mũi là 108 mà ông chích 6 lần như vậy đó. Nó có loạn tiền đình đó. Mà ông chích chích cũng có hết đâu. Không hết. Tại vì á cái hôm nay con thấy là nhiều bây giờ mấy cái việc mà bị xương khớp đi, bị bên chèn ép thần kinh, rồi bị giãn tĩnh mạch, cái thoái hóa này kia trên mạng là quảng cáo rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Giờ nhiều nhà thuốc ra luôn nữa. Nhưng mà cái nghề gia trị này sao con hay vậy? Dạ này là hồi trước là mẹ bị luôn á. Là bà nội á, bà nội là dạ như người mày thuốc cũng không ở nhà cũng đâu có dạng mà kinh doanh buôn bán gì đâu. Mẹ mình làm kiểu làm phụ bà nội nấu rượu đi làm rẫy á, giờ bị thần kinh tọa. Giờ bà nội mới chỉ cho mẹ làm uống, mà đặc biệt cái này á, có người là giống như lúc đó thực tế là mẹ luôn nha, mới có ngâm 3-4 ngày à. Dạ chào chú. 3-4 ngày uống là nó bị kiểu mà giống như nổi mề đay vậy đó. Là bị giống như nó chưa, mấy cái dược liệu này chưa có ra, nó giống như còn là cái hơi của mấy cái lá cây á, là nó làm cho mình bị dị ứng, bị kiểu mà bị ngứa. Nên là đặc biệt là phải trên 25 ngày, ít nhất là phải trên 25 ngày mình uống. Nhưng mà này thì ở nhà cái... Dạ chào chú. Dạ chú ngồi ghế luôn chú. Dạ à, để con nói giới thiệu tiếp để lần chừng luôn. Mình phải để 30 ngày mình mới uống, chứ mình uống sớm là một phần là không ra chất, một phần nữa là bị ngứa. Càng lâu càng tốt luôn. Dạ càng lâu càng tốt. Cái chai này ở nhà là để tới 2 tháng được á. Nên là nhiều lúc á, gửi cho bà con có một khúc mà vậy mà về uống giảm 50%, 70% vậy đó. Là cái đó là giảm nhanh cho mình. Tại vì mình nhất là mình có biểu hiện nhất là mình bị là thấy rõ nhất, mình uống là nó hết liền. Còn mà để hồi phục cái khớp của mình á, hồi phục cái khớp, tại vì thường thường là bị cái này là thế nào là cũng bị mục khớp á nè. Mình uống thuốc tây nhiều á, cái khớp mình nó bị mục. Không mục ít thì cũng mục nhiều. Là cái này mình phải uống, đặc biệt mình phải uống lâu lâu để hồi phục cái khớp của mình lại. Dạ. Chứ uống có người uống thuốc tây chứ uống thuốc nam mà thuốc dạng viên á, là trong đó có kiểu mà nghe nó có đề xa kiểu mà giảm đau tức thời cho mình đó, là làm cho người của mình nó bị phù. Mình đi người ta giới thiệu mấy ông bác sĩ mà chữa về đau nhức hay mình đi tới. À. Dạ chú ngồi luôn chú. Dạ chào chú. Bị thấy quá cổ sống cổ là không biết thuốc đó chích. Dạ dạ. Đau đâu chích đó. Đau quá nó đau xuống sống là chích làm sợ luôn. Dạ. Chích cái đó là chích vô cái tỷ cái xương của mình đó là bị mục cái khớp hết á, nên là con em đi sắp thùng. Dạ chú có thể giới thiệu về mình để cho khán giả trên kênh Khánh Nguyễn được hiểu rõ và biết được chú. Đâu kia theo sao? Dạ chú tên gì ở đâu chú? Tôi ở Trần Bá Phúc ở huyện Tân Thạnh. Dạ. Tỉnh Long An. Giờ cơ duyên gì mà chú biết tới con? À, nghe trên điện thoại á. Dạ, con nằm trên điện thoại luôn hả? Dạ, con nói vui nha chú. Nói đừng cho bà con của mình tới nhiều lúc mà đau nhất rồi nói chuyện vui vui, đừng cho quên đau đi, chút xíu uống thuốc cho mau hết. Dạ. Cái gì mà hổm bả dưới còn nổi phải không? Dạ. Cái gì mà hổm bả nói mổ đầu gối á mà không có mổ á. Tới đây đó là bả ở dưới còn nổi phải không? Dạ. Dạ, gò cong. Dạ, gò cong cũng lên nhiều lắm. Dạ, dạ. Dạ, đúng rồi, cô mừng. Dạ, con bây giờ nhiều quá, con cũng nhớ nổi luôn á. Cô ở đây, cô còn xem còn rõ hơn con luôn á, con. Vậy, dạ, chú là bị làm sao? Tôi bị đau hai khớp chân mà đau đa khớp hết á. Vậy là viêm đa khớp luôn hả? Đa khớp luôn với hai cái... Chú chắc mới bị sau này thôi hả? Mấy tháng rồi, cũng là 5 tháng rồi á. Dạ. Hai cái bàn chân đi không được á. Kiểu mà chú giống như bị chèn ép thần kinh hay gì, thấy gân nó nổi xanh xanh tùm lum rồi chú. À. À, thấy con thấy gân tím tím ở dưới đây mà ấy nè. Dạ. Đây này, cho cái nổi xanh quá trời. À, con thấy. Hai bàn tay là nó... Nó tê. Tê đau hết trơn á. Dạ. Dạ chú để ấy là lâu lâu là nó tê mấy cái đầu ngón tay ngón chân phải không? Tê hoài hả, chứ không phải lâu lâu. Tê hoài luôn hả, chứ không phải lâu lâu nữa hả? Thôi tê hoài vậy con rót rượu cho chú liền đi, xong thì trò chuyện tiếp mà chú. Dạ. Chú có bị huyết áp tim mạch gì không? Không, huyết áp thì có 14 mà uống là nó bình thường. Dạ dạ. Dạ để con rót. Dạ chú cũng chết tùm lum hết hả? Thôi vậy chú lên đây chú ấy đừng có đi đâu nữa hết nha.
con cũng cầu sao chú lên đây ở trên đây luôn, coi như là uống thuốc này là dừng chân cuối cùng được rồi. Dạ, nó đau quá nó cái mua thuốc tây đủ uống đại vô cho nó giảm đau. Dạ. Em là mấy cái này là nó nhức nè. Tôi cũng nhức nè. Nó nhức mấy cái này nó cái. Một cái like đó một chút mình cho like rồi nữa được không? Dạ không, mình chỉ bấm một lần thôi, mà cô mà bấm lần thứ hai là nó quỷ cái like đó đó. Dạ. Chứ tôi mới uống vô liền thuốc tây nó nhiều quá. Dạ, chú uống thuốc tây lúc nào? Mới uống đây thì nửa tiếng. Nửa tiếng hả? Nửa tiếng vậy đợi chút xíu nữa đi. Dạ chú, cô thuốc tây thuốc gì? Thuốc ở đại lý với bán á. Uống cho giảm đau hả? Thuốc trị nó cũng trị ra. Gút khớp rồi đó. À, chú bị gút hả? Khám thì gút rồi viêm đa khớp nữa. Rồi. Cái này là không có trị gút nha, nhưng mà có thể là luôn khớp. Máu này kia là bị khớp là chuyên trị bên khớp. Nhưng mà bị gút là không trị, tại vì gút là kiểu đó là bị acid uric nó nhiều quá rồi nó tích tụ lại làm cho mình mấy cái khớp mình nổi cục cục á, nếu mà chú để lâu là nổi cục cục á, nên là cái này chú cũng nên uống luôn đi, uống để cho máu mình lưu thông. Thôi con để ở đây chút xíu thì đợi chút xíu nữa tiếng sau chú uống, con rót rồi con không có rót lại, không có đổ lại. Dạ được. Được, nhiều khi có nhiều người bị nặng quá đi vô xe đi vô gan luôn á. Dạ được. Bụng bự rồi chứ nước không á. Dạ được được. Dạ, người ta cũng bị đau khớp á. Dạ uống được anh, tại vì thường thường á mình bị tiểu đường là mình trị điều trị uống thuốc tây nhiều đó. Dạ, dạ. Làm cho mình cái khớp của mình bị viêm á. Dạ. Là bị nhức, chuyển qua nhức. Nên là này uống bình thường không sao hết. Dạ. Uống xong là mốt bình ổn đường cho anh luôn á. Nhưng mà người bị tiểu đường mà kiểu mà nặng thì chắc uống nó lâu à. Nhiều khi em bữa em xem em nói nhiều khi nhiều người người ta nói chung là vẫn lo ngại không chưa, tin, chưa tin chưa dạ, tin chưa tin đâm ra cứ tưởng bị mấy này phải đi bác sĩ. Dạ. Chứ nó uống mấy thuốc cây cỏ này nhiều khi tác dụng mà nói chung là chưa thấy đâu. Em cũng lần đầu em xuống đây. Dạ. Đâm ra thì em nói nhiều khi mình không có dẫn chứng. Dạ. Ra nhiều người người ta vẫn nghi ngờ thôi. Dạ. Có gì cái này không phải là em nói để mình dạng như là phước chủ mai thầy là một chuyện. Dạ. Nhưng mà cái dược liệu tất cả cái dược liệu thuốc này là nó đặc trị là đúng cái công giống như là cái công dụng của nó là chuyên là trị bên xương khớp luôn. Dạ. Rồi nãy em có giới thiệu đây lúc đó chưa có anh, để em giới thiệu lại là em đặt máy quay ngay là em giới thiệu lại cho anh để anh đủ tự tin mà anh về anh giới thiệu. Dạ. Em hồi bữa em coi kênh anh Khánh á. Chú Khánh, tôi xét nghiệm máu bệnh viện này nó rút khớp, còn bệnh viện khác nó mới rút. Không biết sao. Nếu mà bị rút là chú nổi cục rồi. Ừ. Đúng rồi. Dạ. Rút là nổi cục, trước hết là nổi mấy cái khớp, mấy khớp tay trước. Mấy khớp tay với mấy cái khớp mà ngón chân nè, là bị nổi cục lên á. Và đó là trường hợp nặng nha, nặng mới nổi lên, còn nhẹ là cũng chưa nổi đâu. Thì kiểu mà giống như rút là chú tưởng tượng là con này thì con tìm hiểu con biết. Acid uric trong máu mình á giống như là cục muối á, cục muối nó tích tụ lại á, rồi giống như mấy cái khớp này nè, giờ nó không có chạy qua được, không có chạy qua được, giờ nó bị trần, nó giống như nó chỉ nằm đó xong mình tự động á, mình tự động kiểu mà chú nói cái cục muối hộp đó, chú tự động là nó sẽ chạm và nó làm cho mình sưng lên, rồi máu nó rồi nó càng chạy nó sưng lên, nó dồn mà cục bự thì nó tích tụ lên. Cái tôi đi xét nghiệm bệnh viện này nó hút, bệnh viện kia nó không hút. Không hiểu sao đó. Cái này chú về chú uống, chú về chú uống cái này uống chừng 5 ngày tới 7 ngày coi làm sao. Khỏi đi bệnh viện chú. Tại vì uống thuốc bệnh viện là không có 80 đây đâu. Không, uống thuốc bệnh viện là chỉ giảm đau thôi. Mà không có giảm luôn nữa. Không giảm luôn. Mà bắt đầu giảm rồi đó. Vậy. Chạy ra ngoài chỗ ngoài nhà thuốc chú mua thuốc giảm đau vậy thôi. Chú nói là bị nhức nhất rồi mới bán thuốc giảm đau thôi. Ta bán thuốc vậy. Dạ. Con là xưa trước đó, trước khi mà con cũng đâu có uống thuốc rượu này đâu, nhà mẹ uống thôi con cũng uống, nhưng mà sau này đi nhiều quá là tối về con cũng uống một ly. Tại vì con bị rồi giống như bị sốt một chân nè, còn một chân là mình đi mình trụ nhiều quá là cũng dễ bị sưng nữa, nhưng mà lúc này uống mình chịu khó mình uống thuốc để cho đỡ, không có bị nhức mỏi.
thì uống cũng thấy hiệu quả. Từ từ uống nước chút để cho máu mình nó cho người nó nóng lên, cho máu lưu thông nó dược liệu á. Uống này là cắm uống nước. À, để em giải thích cho anh, để anh đủ tự tin nè. Bởi vậy nhiều lúc em nói nhiều bà con mà không có xem qua, không có xem từ đầu tới cuối những cái clip của em đăng á, hầu như cái clip nào em cũng có giới thiệu hết á, là xem lên là biết là cái công dụng với cái những người bệnh triệu chứng sao. Cái để tôi giới thiệu là một lần nữa nha, để những bà con nào mà không chưa biết thì biết. Trong đây á gồm có ngũ chảo, thuốc cú, nước bông màu gai, cái túi cá trắng này là đương quy. Rồi trong đây á, đặc biệt cái này là mình phải làm là mình sao mình hạ thổ, sao chủ thổ á. Sao chủ thổ là để giải thích luôn, là chủ thổ là một phần là mình lấy hơi chủ thổ. Thứ hai nữa là mình xin cái củ quyền phát tổ nhà mình á. Tại vì cái này bên thuốc nam là có ông kiểu mà ông tổ thuốc nam á, nên mình phải tin tưởng. Tại lúc trước thực sự thì con mới làm dạng như là cho giống như mình có cái duyên á, thì mình làm thôi, mình không có để ý. Thì sau này mình làm nhiều, kiểu mình làm nhiều, thì một phần là những bà con lớn tuổi người ta góp ý thì mình mới tìm hiểu, mình biết thôi. Đó là mình tin cái chủ quyền phật tổ nhà mình, để giống như là để làm cầu kiểu mà ban phước để cho mau hết đó, kiểu vậy. Rồi nhưng mà đặc trị cái đó không phải cái đó mình nói để có vấn đề mình tin tưởng cái tâm linh thôi. Còn đặc trị của thuốc này để con nói nha, cái đương quy này tác dụng là thông máu đến bộ máu. Thì chú giống như hồi nãy con nói là mình bị chèn ép thần kinh với mà tắc nghẽn á, thì cái dược liệu đơn nguyên sẽ làm cho mình đẩy mấy cái đó vào mọt đó. Còn mà thuốc cú thì có tác dụng là giảm đau. Những viên thuốc ở ngoài á, thuốc tây ở ngoài á, là cũng có một phần dược liệu là cái thuốc cú ở trong cổng á. Rồi ngũ chảo là tác dụng là làm vết thương, là những người bị gãy xương, bị bong gân kiểu vậy đó, là thường là bó, những người bị núi á, núi là thường là đâm ra ấy cái muối là người ta bó đó. Dạ. Còn bông màu gai thì cũng có tác dụng là giảm đau, nhưng mà chuyên bên gai còn sống với gai gót chân đó. Dạ đúng rồi, mình đi nhiều á, những người mà làm thợ may đi nhiều á là thường bị gai gót chân á. Đi là thuốc đó. Dạ, là cái này là chị luôn á. Lúc trước thì con không dám công nhận nha, nhưng mà sau này là có người uống là hết rồi con mới dám nói. Tại vì mình biết là nó sẽ điều trị những bệnh đó, nhưng mà mình không, tại vì cái nào mà hết bệnh mình mới nói, chứ mình không phải mình nói để cho mình người ta uống. Là nãy giờ những cái chứng bệnh mà con nói là bà con uống hết rồi mới con mới nói. Nếu mà mình không có tin á, cứ lên trên YouTube á, trên mạng á, sạp vô Khánh Nguyễn á, YouTube Khánh Nguyễn là mình sẽ xem lại những người mà người bệnh á, giống như bà con bệnh đây nè, thực tế luôn. Thì bị sao lên chia sẻ xong rồi uống hết quay lại rồi chia sẻ lại, chứ không phải là con giống như là tìm người để mà mình giới thiệu quảng cáo gì hết. Là bị rồi cái này mình phải ngâm rượu uống, tại vì rượu á nó làm cho cái người của mình nóng lên, rồi mạch máu nở ra, lúc đó thì mấy cái dược liệu thuốc này mới đi cho nó mới đi dễ dàng, rồi mấy cái ngóc ngách mới điều trị cho mình. Thì dạ, còn ở đây là rượu là sẽ tác dụng là bên bao tử với bên gan, nên trong đây có nghệ đỏ, nghệ sa cừ, thì nó cắt cái vấn đề mà bên bao tử luôn, cắt cái vấn đề bao tử luôn. Dạ, nên là trong đây là nói chung là những thuốc này là nó giúp, nó hỗ trợ nhau hết rồi, nó coi như là hoàn hảo luôn những bác sĩ. Những bà con nào mà đặt vào con ngâm trước không biết không? Nói chung là biết là bao rồi. Nhưng mà tại vì ngâm á, cái này thì lúc trước á, thật sự con chia sẻ luôn là lúc trước á, là ở nhà chỉ có cắt là mình phơi ấy thôi, mình phơi dùm thôi, rồi mình bóc thôi, rồi về bà con mình tự sao. Nhưng mà sau này á thì con thấy nhiều người là sao bị hư á. Sao bị hư là một chuyện, rồi sao không tới, sợ sao không tới thì không ra chất, không ra thuốc. Thủ bệnh nè. Dạ. Hả? Dạ dạ. Cô đi cô thủ bệnh. Em chỉ là để ý đó. Sao rồi, cái này sao rồi? Cái này là sao rồi, con nghệ mình về mình làm. Nghệ gì? Mình cắt, mình phơi, rồi mình bào nát ra, xong mình phơi bọc nắng hay nắng, rồi mình sao. Sau lửa vừa thôi, tại trên clip con có hướng dẫn cách sao hết. Sao mình bỏ tay vô mình cầm cái lá cho mình coi. Dạ cô này thì đặt
Đây, đây. Trời. Trời ơi, phải lấy cái tay con nữa chứ. Đó là 100% là anh làm rồi. Trời ơi, con nói nhiều trường hợp á, nhiều trường hợp mà nặng quá đó. Dạ, có gì con gửi cho anh Phúc, mà con gửi cái đó thì con chia ra thôi. Tôi đặt nhâm sẵn gì được. Phải đợi chứ con. Đúng rồi, phải đợi. Tại vì con nói những trường hợp á. Trường hợp mà cái... À, không có nhiều. Về uống cho nó mập lên chút. Cho mẹ 5 phút. Dạ. Để con gửi cho. Tại vì cái này cái khúc này thì ở nhà ngâm hết rồi chứ không có bán gì. Dạ dạ. Phải ăn không ngờ. Đây cho con gửi bỏ rồi đó. Tôi xin thêm khúc nữa. Cái này là con ngâm 2 tháng là rút là nhiều lắm á. Tại vì này con nói đó thì giống con không có bán, nếu mà bán những bà con ấy cũng phải gửi chút đỉnh vô chứ cái dạ, thì... muốn bán ngượng chai là mệt á. Thì bà con tự góp vô thôi à. Con đây con làm rõ ràng lắm, giống như là ai mà góp vô con để riêng, khi nào mà cái món mình ngâm để cho bà con tiếp theo thôi. Chứ mà con sẵn ở đây con nói luôn á. Nếu con bán á, cái mà con mua hết thì những người mà sau á không có, không có doanh nghiệp. Tại vì con chú Khánh giờ tôi đặt trời bữa tôi xuống lấy được không? Dạ, nếu mà đặt thì chắc chú Gắn nếu mà ấy cũng phải 7-8 ngày nữa á. Bữa hổm em không biết thôi, em biết em mượn anh Năm mà đâu có biết đâu. Cái chuyện Quang nó có mình hết làm nó. Ờ, cái giờ mình làm nó mất công. Chị Quang Diễm nó hơi hút nữa. Còn biết cô Hèo cũng gái nó cũng có mấy người. Chị chú em chia cho Phúc. Chiều hai mấy năm mà đâm ra đi. Ông Đỗ Hoàng Yên nẫn nẫn nó về mà nó phải đi bệnh viện luôn. Cái tay nó mới nẫn, bị nhứt hơi hơi thôi. Ông nẫn sao nó bị giống như nó bị giặt cái gì trong đó đó. Cái thể đi xuồng chính mẫu thuốc giết bây giờ cái tay nó vẫn còn đau. Dạ. Đi vòng vòng Hoàng Yên luôn. Mấy cái thuốc Hoàng Yên cũng mấy cái trường hợp mà chị bên trường khớp này á. Mình có đi vòng vòng Hoàng Yên ngoài ba bì á. Ba bì nó bẻ hậu này á. Không bẻ hậu. Không lôi còn lôi cái lưỡi cho ông. Nó mạnh quá ra. Đừng có đi chứ đừng có mua. Đừng có đi còn tan quá trời đó. Trời tại vì những người đó là thực chất là cũng mời tụi con đi ra ngoài quay để quảng cáo luôn á, nhưng mà mình không có quay. Mà ông Đỗ Hoàng Yên thì phải tôi đi gần đâu, tôi đi ra tới Ninh Thuận cái chùa ông ngoại tôi gặp ông. Giờ ngoài Ba Vì Hà Nội nhiều lắm. Bao cái xe 4-5 triệu bạc nha. Và chiên mấy cái thuốc này nè, ra quảng cáo gì mà chị xương khớp gì tùm lum. Bây giờ mỗi lần mình xem thứ Yubi một cái đều có quảng cáo á, quảng cáo mấy thuốc này quá trời. Vô là thuốc vô là quá. Thuốc đặc trị gì? Uống giúp 10 năm gì á. Thấy vô cùng. Mình mua một lần uống đi mà mắc tiền cái tỷ 1 triệu 2 triệu miễn hết bệnh cũng sẵn sàng mua cũng được. Vậy mà về mua dành 16 triệu mà cần uống vô chú đó. Mà bây giờ con phân tích theo kiểu mà con dân kiểu mà dân quê của mình đi. Con phân tích là nếu mà người ta bán á, người ta nói đảm bảo cho mình á mà trong đó cái dược liệu thuốc thì người ta giấu không có cho biết tên. Trời nói là có gì cứ liên lạc xong liền lạc xong cứ gửi vô gửi vô uống uống không hết vậy đó. Về ta làm cũng không có giống được như mình được hết. Dạ. Ví dụ con có để ra như vậy thì con có đi mua đi con cũng làm đâu có giống được. Nhưng mà chứng phớ là giống. Không phải mua không. Chỉ có một cái là nó hết lâu hay là mau thôi, nhưng mà chắc chắn là có giảm. Tại vì những cái dược liệu thuốc này là nó đặc trị cho cái bệnh đó rồi. Con phải là con nói là để bà con lên trên đây. Về nha. Dạ. Con về hả? Bên đây là cậu cũng mấy chỉ. Con chỉ cái công thức nè, rồi con chỉ cái liều lượng để cách làm luôn. Chứ đâu phải là giấu gì đâu nên là nhiều người tự làm được hết. Mà nó biết đánh tới giờ là nó coi hoài luôn á. Ngày nào nó cũng coi nó này mẹ bữa nay nhiều lắm nha, bữa nay đông lắm nha. Con quay thực tế không mà không lúc này lúc này con hẹn giảng giảng ra chứ mà lúc trước con không có hẹn á, con nói cứ chủ nhật lên đi là cứ dòn lên một giờ á, lên đông nó không có chỗ ngồi hổm là phải ngồi lên kia không có ghế ngồi luôn. Dạ.
Dạ vậy là bữa anh điện là anh nói là em là điều trị hết bệnh rồi, anh hỏi sao phải không? Dạ, để em nhớ. Anh tưởng là con là người đi trị bệnh, anh hỏi từng triệu chứng sao được anh lên. Mà hỏi ngay người trị bệnh luôn. Dạ. Con thì con ngâm hết khả năng của con. Chú Hải ở Trà Vinh đó, chú lên đây nè, chú đi nhắc đi, con thấy thương. Cảm ơn con nha con. Dạ. Về nghe. Dạ tôi con cũng chúc cô là về họp thuốc cho con bệnh nha. Ông mà có hết đó. Về hết bệnh nhân đâu. Cũng nếu mà mình họp thích nghi chậm á thì cô cũng chịu khó cô uống, đừng có bỏ. Không bỏ, con khuyên là bà con mình lên trên đây nếu mà uống không đừng có bỏ, tại vì những thuốc này là mẹ mà đi xong cái là rồi thôi cô về khỏe nha cô. Dạ. Rồi bây giờ cô Hằng về quận 4 lại đi ông bà cô bác ơi. Rồi khi nào mà con có dịp con đi lên Sài Gòn thì điện thoại cô có gì kiếm cơm ăn qua ngày. Dạ. Rồi bây giờ con trai của cô chở đi về. Có gì uống cái khúc đó xong rồi cho con biết kết quả nha cô. Dạ.